Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn huyện Tuy Đức đã được các cấp, các ngành và phụ huynh học sinh quan tâm hơn. Nhờ đó mà tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện không ngừng tăng qua các năm học. Năm học 2016-2017, huyện Tuy Đức có khoảng 9.521 học sinh, trừ số học sinh thuộc diện hộ nghèo, dân tộc thiểu số, sống ở vùng khó khăn, thân nhân lực lượng vũ trang, thân nhân người có công. Toàn huyện vẫn còn khoảng 1.124 học sinh thuộc diện có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm học sinh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học trên địa bàn. Nên đến thời điểm này, toàn huyện đã có 913 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 81%, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm học 2015-2016. Theo Bảo hiểm xã hội huyện Tuy Đức, để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm của chính quyền địa phương, thì khâu tuyên truyền của nhà trường đóng vai trò quan trọng. Trên cơ sở chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương, thì yếu tố quyết định dẫn đến công tác thu bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn đạt tỷ lệ cao, đó là sự phối hợp đồng bộ giữa một số cơ quan, đơn vị trực tiếp, sự như là phòng giáo dục, hiệu trưởng các trường học. Mà yếu tố quyết định thực hiện công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn huyện, đó là hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện, là một yếu tố quan trọng nhất và quyết định đến cái tỷ lệ học sinh tham gia tại các trường học đạt tỷ lệ cao. Trường Trung học cơ sở Đắp Búc Do, xã Đắp Búc Do là một trong những trường có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế hàng năm đạt từ 95% trở lên. Năm học 2016-2017, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tăng tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Hiện toàn trường có 930 học sinh, trong đó có 530 học sinh tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, còn lại là học sinh thuộc diện con lực lượng vũ trang và gia đình chính sách. Xác định ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai cho cán bộ, giáo viên tổ chức tuyên truyền trong các buổi họp phụ huynh, gắn tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế vào công tác thi đua của tập thể, cá nhân trong trường. Đối với trường nghiệm để hoàn thành được chỉ tiêu nhà trường đề ra đó, thì có thể có rất nhiều giải pháp để hoàn thiện. Có nhiều giáo viên thì họ sẽ sử dụng biện pháp là họp triệu tập những cuộc họp phụ huynh thông qua ban chấp hành hội của lớp, nhờ ban chấp hành hội tuyên truyền. Rồi và bản thân ban giáo viên đó cũng phải tuyên truyền những cái luật bảo hiểm và lợi ích bảo hiểm cho học sinh, thì khi đó phụ huynh họ sẽ thấy cái lợi ích đó, họ sẽ tham gia. Trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Đắp Búc Do cũng là một trong những trường có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế hàng năm luôn đạt trên 97%. Theo thầy giáo Lê Văn Tuấn, hiệu trưởng nhà trường, do điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn nên nhiều phụ huynh không xem trọng việc mua bảo hiểm y tế cho con, hoặc chưa hiểu được ý nghĩa nhân văn khi mua bảo hiểm y tế. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, công tác tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm y tế được chú trọng. Ngoài ra, nhà trường còn phân loại học sinh khó khăn và phối hợp ban đại diện cha mẹ học sinh vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ. Đa số học sinh ở trường là con em của gia đình làm nông chủ yếu. Do vậy mà từ nay thì với đến cái mùa thu hoạch thì phụ huynh mới có cái điều kiện để mà tham gia. Tuy nhiên là đối với nhà trường còn 26 em chưa tham gia thì cái tỷ lệ này đã rất là tốt rồi. Và trong thời gian tới thì cái giải pháp để mà thực hiện được 99% học sinh thực hiện bảo hiểm y tế theo luật thì nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường các cái giải pháp tuyên truyền và vận động phụ huynh, cha mẹ học sinh thực hiện tốt luật bảo hiểm y tế từ thôn đến các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện cho tốt. Theo Bảo hiểm xã hội huyện Tuy Đức, toàn huyện phấn đấu có 97% học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2016-2017. Để đạt được mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành các cấp tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chính sách bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách bảo hiểm y tế tại các trường học và tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi.